Ngài Lục Tổ dạy rất rõ, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thế nào là bản lai dục của bổn tọa mình? Có nghĩa là ngay khi mình không nghĩ thiện ác là mình thoát ly rồi. Thì tự nhiên cái chân tâm mình hiện tiện, tức là cái Phật tánh mình hiện tiện đấy. Đó là ngay sát ngã đó mình giải thoát. Chứ đâu phải đâu xa. Vậy là quý vị hiểu không? Nhiều cái thiện người thí nghiệm dễ lắm, cái gì bên động giận ai quý vị, giận con, giận gì đó, giận bạn nên nó lừa gạt vậy đó. Quý vị cứ vô cái chỗ chàng niệm đồng chẳng nguyên niệm Phật đó, niệm rác á tự nhiên không có gì đó, rất đơn giản. Tại mình cứ nghĩ cái chuyện lừa gạt đó, mình cứ tức hoài thì cứ nuôi dưỡng cái sân mình nó càng ngày càng nóng lên, rồi cái mình mất trí, rồi mình bị stress, rồi ôi đủ thứ chuyện bệnh. Đó là do hẳn mình. Cũng như có cái lần đó, là em tôi làm lỗi gì đó mà tôi giận cái tôi đau thận liền. Ăn cái từ tôi biết, vậy là mình tự mình hại mình rồi đó. Cái từ đó tôi tập không có giận nữa. Cho nên đó thường chiếu mấy đồng nghiệp của tôi với đệ tử của tôi đó, không bao giờ thấy thầy tôi giận. Suốt mấy mươi năm tôi có thường chiếu, không nhìn thấy tôi giận. Tại vì mình hết kinh nghiệm là mình giận là cái hại nó ngay cái thân vật lý mình đã bị, nó gọi là theo khoa học, nó gọi là chất adrenaline gì đó, chất độc tố đó. Rồi nó tiết trong máu rồi và nó làm độc trong mình liền, hóc môn làm độc mình liền, rất là đơn giản. Cho nên á, mà nếu mà nói kỹ ra, một cơn sân nó chiêu bị ca rừng công đức rồi. Cho nên người nào mà lỡ tập bị sân nhiều ráng tập, mà muốn có phải có cách, giờ là đại khái là pháp đối trị đi. Nếu mà mình sân hận nhiều thì đừng quán tư bí, mà quán một cách nào thì nhiều cách lắm. Có một cách là trì chú đại bi, trì chú đại bi là nó trị tâm sân, đó là một cách. Còn người nào trì chú thì cái niệm Phật, cái tập đi, nghĩ là cái pháp nào mình tập lâu ngày thuần thành phản xạ của mình thì mình giỏi không, phải không? Cũng như tôi thấy giá trị của Tam Bảo, rồi khi mà thời sinh viên này chúng ta tôi ham tu lắm, mặc dù tôi học rất giỏi nhưng mà tôi không ham học, tôi lại ham tu hơn. Cái tôi ngày nào tôi cũng xem kinh hết á. Cái đến chỗ mà vô trường cũng vậy, dạy toán tôi vậy, tôi biết cái bản thành Nam Mô Di Đà Phật luôn. Ông dạy gì kệ, đâu dạy tích phân tạp cái gì đó, hay là tô vô giải tích gì đó kệ, cái tôi cứ Nam Mô Di Đà Phật đó, cái tâm cũng an ổn. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là tôi vậy là tôi học dở. Cuối năm tôi học 1/10, tại lúc mà tâm mình thanh tịnh, cái tôi đọc bao hiểu đó mà tôi thi là xuất sắc. Đến nỗi bạn tôi là Lê Hùng Dũng, nó là trưởng ban học tập tôi, nó sợ tôi lắm, tại thấy tôi cũng học như vậy, lo tôi mà. Cái nó hoàng tay rồi nó người ráng học được cái nọ, tại nó kêu mình chỉ ham tu thôi. Nhưng mà đến khi mà thi á, cuối năm tôi thi á, nó cũng chạy tôi nói mày làm bài được không, mày khỏi lo, mày có điểm cho mày biết à. Trời ơi, nó thấy điểm tôi rồi là nó khỏi nói luôn. Xuất sắc đó bộ, mình càng cố ngược lại nó lại học càng xuất sắc, chứ đâu phải là tôi mình học dở đâu. Cho nên cái gì, thật sự quý vị tu thật sự coi, quý vị mai đồ cũng xuất sắc hơn người ta. Quý vị tính toán hoặc là quý vị làm gì cũng hơn người ta mà. Và đơn giản tại vì mình tu, mình tâm mình thanh tịnh, trí mình sáng. Tại mình xét, mình bị đủ thứ, nó gọi là, hoặc bây giờ gọi là bị nhiễu sống, gọi là nhiễu loạn. Mà hãy bị nhiễu nhiều thì cái tâm mình nó bất an. Mà bất an thì làm sao sáng suốt được, phải không? Đây là một cái hiện tượng mà tôi thấy rất là lạ. Là cái năm thứ ba ở đại học á, cái môn tôi học, và tôi có cái môn gọi là môn tích phân tạp, là cái ông Tiến ổng dạy tôi môn đó. Thì đầu năm tới gần cuối năm á, là tôi gần như là zero một không à, zero một zero hai thì tôi đầy lo tốn mà. Cái nỗi mà ba tôi nói, thấy tôi ham tu quá, ba tôi nói, tao không phải tao cấm mày tu, mày lấy bằng muốn tu gì mày tu. Nó còn không khác gì đó. Nhưng mà ham tu quá. Cái gần cuối năm tôi mới viết cái cuốn sách trong trang tôi để là thề nguyện học. Bây giờ tôi mới ngưng niệm Phật á, mới ngưng niệm Phật, mới ngưng cơ quan kinh điển á, mới bắt đầu mới học á. Mà lạ kỳ thang, học đâu hiểu đó gì, không cần thầy nhá. Nghĩa là sách giáo khoa tôi đọc đâu hiểu đó, giống đọc tiểu thuyết vậy đó. Nghĩ tin nổi không? Mà có biết tích phân tạp á, một môn tính chỉ của đại học á là phải học 6 tháng á. Mà tôi học trong vòng 4 ngày xong.
nó làm vậy đó. Mà tới giờ tôi nghĩ là sao thì có hiện tượng làm nó biết cho nên tất cả đời tổng biết nó giải hết luôn, là vậy đó, giải một cách nhẹ nhàng, thi một cái gọt và điểm cao gì đến nỗi mà cái chương cuối á, cuối cùng của cái năm thứ ba đó thì ổng mới trình bày cái chương cuối đó. Nhưng mà vì có lẽ tâm cái thanh tịnh quá, cái tôi thấy được tới 10 rồi, cái thần của cái bài học đó, cái giáo khoa đó tới 10 rồi. Nhưng mà ông thầy dạy tôi chỉ thấy mất cái 7 rồi, cho nên ông diễn tả không hết. Thế tôi chịu không được, tôi mới giơ tay phát biểu. Mà khi tôi phát biểu là ông đứng, ông há hốc, nghe gì mà cả lớn vậy luôn. Nha, vậy thì chứng tỏ điều đó rằng là quý vị nhìn tu là nói theo nhân từ nguyên một chút là mình lời tới lời mình gọi là siêu lợi nhuận, tại vì mình bỏ vốn ít quá mà mình lời nhiều quá gọi là siêu lợi nhuận, phải không? Tại vì tâm linh nó hay lắm, nó là một kho tàng, gọi là Như Lai tàng, mình phải khai thác. Chứ còn cái chuyện cơm gạo áo tiền, cái chuyện từ ngàn xưa tới giờ nó như vậy thôi, là tối ngày cái cơm gạo áo tiền quanh quẩn vật chất cái chó buộc rồi mình nó dẫn mình đi luân hồi hoài, hưởng thì có chút mà cái đau khổ thì chiều đi, phải không? Chiều đi chứ đâu phải là mình gây một cái nghiệp ác rồi là cái nghiệp ác nó chỉ trả trong kiếp này đâu, nó còn dây dưa những kiếp sau, nó còn rắc rối những cái chuyện đó. Ví dụ như một cái ông thiền sư mà ông nói chập một chữ đó mà còn trả quả là 500 kiếp tròn, đâu phải đơn giản đâu. Nhân quả diễn biến nó phức tạp lắm. Có nhiều người đâu phải là nghĩ là diễn biến nhỏ nhỏ đâu. Có nhiều người thấy á, làm việc đó là thấy tích cực vậy đó, nhưng mà bên trong nó giống như là một người là ăn dù đánh bài thấy thắng quá lớn, thắng tỷ đi, mà 10 cây họ cho họ thắng được là 10 tỷ đi. Nhưng mà khi họ thua cây thứ 11, họ thua tới 100 tỷ. Như vậy thì như thế là lỗ gì đó, mặc dù thắng nhiều nhưng mà cái nhiều đó chỉ có được 1 tỷ, mỗi lần có 1 tỷ, còn thua cái tới 100 tỷ, thành ra đại lỗ. Còn có nhiều người á, bề ngoài thấy tu lai rai rồi nhưng bên trong ta người thâm mật hạnh mình đâu có biết, phải không? Ta làm những cái, ta đang cái những người đó ta khi người ta đâu có khoe đó, ta làm từ thiện gọi là ta luôn không tịch đó, người ta không có khoe, người ta làm theo một cái cảm hứng, theo một cái lương tâm của người ta, thấy không? Thì những người mật hạnh như vậy thì tự nhiên là người ngoài đâu có thể lường những cái hạnh của Bồ Tát được, những hạnh mà thánh nhân nó được, cho nên là cái quả báo thì phải lớn, tâm linh chúng ta phải là vô lượng, phải không? Nó thí dụ bây giờ vậy, tôi hay nói thí dụ cho nó dễ hiểu, tại cái này nó trừu tượng quá đi. Thí dụ bây giờ tôi bố thí mà tôi lại mong cầu một cái gì đó, ví như là tôi cho ra tôi muốn nắm lại, qua đời gọi là trao đổi, nắm lại. Thì khi tôi muốn nắm lại như vậy á, thì khi mà quả báo đến á, nó chỉ chứa lên cái phần nắm tôi rồi. Phần nắm tôi, ví dụ tôi giả sử cái nắm tôi là 1 lít, thì tôi giả sử như vậy đó, tôi nghĩ thì cái quả nó kia lại thì tới 1 lít rồi. Tại vì lít thứ hai tôi hết chứa rồi, tôi nắm đây à. Tôi hiểu chưa? Ví dụ như cái tôi muốn nắm vô đây, thì khi cái quả nó trả lại thì tới đây rồi, nó choáng đầy hết trơn rồi, giờ cái khác vô cũng không được đó. Tại vì nó nắm vô đây. Còn ngược lại tôi bố thí mà tam luôn không tịch, có nghĩa là tôi không thấy tôi là người bố thí, tôi không thấy người được thí, tôi không thấy vật được thí, tức là ba phạm trù đó tôi không có chấp, tức là không tịch đó, tức là tâm không có chấp. Thì như vậy là tâm tôi sao? Như hư không, tức là cái tay tôi nó xè ra, nó không có nắm lại, tức là tôi cho mà tôi không có nghĩ gì hết, cho chỉ là cho thôi, bố thí chỉ là bố thí thôi, chứ tôi không có nghĩ gì hết trơn đó, tức là tôi không khởi niệm, nói theo thiền là không khởi niệm, tức là tâm tôi không tịch. Thì như vậy thì quả báo trả lại tôi như thế nào? Nếu tay tôi xè ra, thấy không, quả báo trả lại tôi bao nhiêu tôi chưa bao nhiêu. Tại sao tôi đâu nắm đâu, xe đó 10 tỷ tôi cũng chứa được 10 tỷ xe, nó trở lại tôi 100 tỷ tôi cũng chứa được 100 tỷ, nó trở lại tôi tỷ 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 nữa tôi cũng chứa được, tại vì tâm hương.